Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 34-35, tuần 8, bài 16. Ngày em vào đời, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập số 1, đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc là những đồ dùng, những cái đồ vật khác ở trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Phiếu đọc sách, ngày đọc, số câu đố đã đọc, các đồ vật được nói đến. Rồi câu đố em thấy dễ đoán nhất, rồi câu đố em thấy khó đoán nhất, mức độ yêu thích. Như vậy ở bài tập số 1 này, các em hãy tìm kiếm các câu đố trong sách báo hoặc là tạp chí để mà chúng ta hoàn thiện bài tập này. Thì ví dụ sau khi chúng ta tìm đọc các câu đố thì chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách. Ví dụ ngày đọc của em là ngày nào các em đọc sách, ví dụ như là ngày 19 tháng 10 năm 2022, tức là ngày đọc và các em đọc các câu đố thì các em ghi vào ngày đọc. Rồi sau đó số câu đố đã đọc, ví dụ như em đọc 10 câu đố chẳng hạn thì các em sẽ ghi 10. Rồi các đồ vật được nói đến, ví dụ như là bút. Ví dụ như là những cái câu đố về đồ dùng học tập thì chúng ta có bút nè, rồi thước kẻ, rồi bàn học hoặc là cặp sách. Cặp sách, rồi cục tẩy, hoặc là phấn, vân vân. Rồi câu đố mà em dễ đoán nhất là câu đố nào thì các em sẽ đoán, các em sẽ ghi vào đây. Rồi câu đố nào em thấy khó đoán nhất thì các em sẽ ghi câu đố vào đây. Và mức độ yêu thích là các em sẽ đánh dấu bao nhiêu sao thì tùy cái mức độ yêu thích của em. Rồi tiếp theo bài tập số 2, xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Như vậy chúng ta có các từ ngữ tìm sách, thẻ thư viện, phiếu mượn sách, sách, mượn, giá sách, người mượn, người đọc, báo, thủ thư, đọc, trả. Như vậy các em sẽ xếp các từ ngữ này vào ba nhóm người, đồ vật, hoạt động. Như vậy thì các em hãy suy nghĩ và chúng ta đọc kỹ các từ này và suy nghĩ để xếp những cái từ phù hợp với các nhóm từ dưới đây. Như vậy ở đây tìm sách ở đây là như thế nào, là hoạt động hay là người hay là đồ vật? Là hoạt động. Như vậy các em sẽ xếp vào đây, đó là hoạt động. Tìm sách là hoạt động. Rồi thẻ thư viện là đồ vật hay người hay là hoạt động? Là đồ vật. Như vậy các em sẽ xếp vào đồ vật. Rồi phiếu mượn sách cũng là đồ vật. Rồi tiếp theo sách. Sách cũng là đồ vật. Rồi mượn. Mượn là hoạt động hay là đồ vật hay là người? Mượn là hoạt động. Như vậy các em sẽ xếp vào nhóm hoạt động. Rồi giá sách. Giá sách là đồ vật. Rồi tiếp theo người mượn, người đọc là người.
Như vậy người mượn, người đọc là thuộc nhóm người. Rồi tiếp theo báo. Báo là đồ vật. Rồi thủ thư. Thủ thư ở đây là người, người làm ở trong thư, thư viện. Như vậy sẽ là thủ thư. Rồi tiếp theo đọc trả là hoạt động. Rồi như vậy chúng ta đã xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Câu nói của mỗi bạn ở tranh A và tranh B có gì khác nhau? A. Cậu đi đôi giày này đẹp. Hôm nay chúng tớ chơi vui, cậu đến muộn. Rồi tranh B. Cậu đi đôi giày này đẹp quá. Hôm nay chúng tớ chơi vui lắm, cậu đến muộn thế. Như vậy thì các em hãy cho biết là câu nói của mỗi bạn ở tranh A và tranh B có gì khác nhau. Đầu tiên là về từ ngữ. Các câu ở tranh A thì chúng ta thấy như thế nào? Không có các từ, không có các từ ngữ thể hiện cảm xúc. Về từ ngữ thì không có các từ thể hiện cảm xúc. Không có các từ thể hiện cảm xúc. Rồi ở tranh A tức là không có các từ thể hiện cảm xúc. Rồi ở câu B, ở tranh B thì các câu ở tranh B từ ngữ như thế nào? Có các từ nhấn mạnh. Như là từ từ quá nè, từ lắm nè, từ thế nè. Như là từ từ quá, từ lắm và từ thế. Rồi về dấu câu thì các em thấy ở câu A, ở tranh A thì kết thúc bằng dấu, kết thúc câu bằng dấu chấm. Rồi ở các câu ở tranh B thì kết thúc câu bằng dấu chấm than. Kết thúc câu bằng dấu chấm than. Rồi tiếp theo, các câu ở tranh A thuộc kiểu câu gì? Câu là câu, câu kể. Thuộc câu, câu kể. Rồi, các câu ở tranh B kết thúc câu bằng câu kiểu câu, cô xin lỗi, ở đây kiểu câu của các câu ở tranh B là kiểu câu, câu cảm thán. Rồi tiếp theo bài tập số 4.
Từ in đậm trong các câu. Các câu nói ở bài tập 3 bổ sung điều gì cho câu? A. Cảm xúc của người nói. B. Mong muốn của người nói. C. Nội dung kể, tả, giới thiệu. Như vậy các em xem lại các câu nói ở bài tập 3 để chúng ta hoàn thành bài tập này. Thì các câu nói ở bài tập 3 đó là bổ sung cảm xúc của người nói. Như vậy thì các em sẽ chọn câu A. Các em sẽ chọn câu A. Như vậy các em chọn câu A. Rồi tiếp theo bài tập số 5. Chuyển các câu dưới đây thành câu cảm theo mẫu. Ví dụ quyển từ điển này hữu ích. Quyển từ điển này hữu ích quá. Như vậy chúng ta sẽ chuyển các câu. Chuyển các câu dựa vào theo mẫu. Câu A, bạn ấy đọc nhiều sách thì các em sẽ chuyển như thế nào? Bạn ấy đọc nhiều sách quá. Bạn ấy đọc nhiều sách quá. Chấm than. Rồi câu B, thư viện trường mình rộng. Thì thư viện trường mình rộng quá. Thư viện trường mình rộng quá. Rồi tiếp theo câu C, thư viện đóng cửa muộn. Như vậy các em sẽ chuyển thành thư viện đóng cửa muộn thế. Thư viện đóng cửa muộn thế. Rồi tiếp theo bài tập số 6. Viết câu cảm phù hợp với mỗi tình huống sau. A. Nêu cảm xúc với thời tiết ngày hôm nay. Như vậy chúng ta sẽ đọc cái tình huống và chúng ta sẽ suy nghĩ để đặt câu phù hợp ở tình huống A. Đó là chúng ta sẽ viết câu cảm, nêu cái cảm xúc của mình với cái thời tiết ngày hôm nay. Ví dụ như là thời tiết hôm nay đẹp quá. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Hoặc là hôm nay trời trong xanh quá. Gió trời hôm nay mát mẻ quá. Thì có rất nhiều câu. Thì chúng ta sẽ ở đây cô nêu ví dụ một câu. Rồi ở tình huống B, đó là nêu cảm xúc sau khi nghe bạn đọc diễn cảm một bài thơ. Thì sau khi nghe các bạn của mình đọc diễn cảm một bài thơ thì các em có cảm xúc như thế nào? Ví dụ như giọng của bạn truyền cảm quá. Tức là khen bạn, cái giọng của bạn á truyền cảm quá, đọc thơ rất là hay. Giọng của bạn truyền cảm quá, tức là bạn đọc rất có là truyền cảm. Như vậy giọng của bạn truyền cảm quá, hoặc là bạn đọc thơ hay quá, hoặc là bạn đọc bài thơ này dễ nghe quá. Đó, như vậy chúng ta có một số cái câu phù hợp với cái tình huống B và tình huống A. Thì có rất nhiều câu thì các em có thể đặt những cái câu khác ở đây, cô chỉ nêu ví dụ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy like và chia sẻ mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm
để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.